Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em chiêu haki quan sát để biết đối phương đánh từ đâu. Tập trung cao độ để cảm nhận trái, phải, giữa. Rồi, bắt đầu. Trái, phải, giữa, trái, giữa, phải, giữa, giữa, phải, xài, xài, đụng má da. Đụng đỉ mẹ đánh như con, đụng đỉ mẹ dẹp đi, nghỉ đi. Jesus Christ.